Vi và Tuấn thì cũng khá là thân thiết với nhau. Thì hôm xin được chia sẻ với mọi người một cái vấn đề như thế này. Nói chung là mình cũng xin được chia sẻ một cách rất là thẳng thắn thôi. Mọi người thấy là nhân sự của công ty là những bạn đang live stream hiện tại bây giờ. Tại sao thì đa số Hùng lại để cho các bạn là... Anh nói là LG đi thì ok đúng không? Hay là nói chị là... em đi cho gọn. Thì mọi người thấy tại sao đa số Hùng lại để các chị em lên live. Thì nói chung là cái gì nó cũng sẽ đều có cái hai mặt của nó đúng không mọi người. Ví dụ như nếu bây giờ Hùng mời là trai mà nó thẳng tắp giống như Hùng về đi, thì đôi khi mẹ cho mày cái chạy mồm mồm mày. Thì đôi khi là giả sử đi trong cái lúc bán hàng nó cũng sẽ không thể tránh khỏi được những cái lúc mà tạo ra những cái tiểu phẩm hài hay là vui gì đó. Thì giả sử trai thẳng mà nó xuất hiện trên live mà ví dụ như có My thì nhiều người là lại to xích cái người bạn nam đó với My chẳng hạn đi, thì nó cũng không hay. Và thực ra là nếu như mà bây giờ Hùng mời nữ về thì thực ra là mọi người thấy là trên cái mảng bán hàng này thì nữ đôi khi là sẽ có nhiều cái ngôn tình hơn. Qua tay với người ta. Và qua tay cái một mới vừa làm ngày mai ta nghỉ liền luôn. Hỏi cần gì hết. Nên mọi người say. Bây đê cũng chửi, con trai cũng chửi. Ông làm bây đê đi. Sao tính ta chưa nói xong rồi đó mình. Thì mọi người thấy đa số những cái mặt hàng của Colin đều là mỹ phẩm. Thì nếu như là một bạn nữ, chắc nhiên là cái nữ và mỹ phẩm không nó sẽ... lại nó sẽ rất là dễ đúng không? Nhưng mà nếu như mà bây giờ mình mời một bạn nữ về đây để hỗ trợ mình trong các phiên live bán hàng thì chắc chắn luôn. Giả sử lâu lâu tôi hắt xì, tôi liếc mắt qua hay tôi nhìn ngang nhìn dọc thì thôi không sao. Là chửi liền, là chửi liền, ngày mai tôi sức liền. Thì rất là mệt đúng không? Thì bây giờ chỉ còn một cái top người thứ ba đó chính là chị em. À, thì nó sẽ rất là thoải mái. Tôi cũng bd không vấn đề gì không à. Người ta đã bảo chị em rồi mà cố cái mình nói như thế đó. Người ta nói vậy cho mấy bạn hiểu. Từ từ để ta nói cho. Thì mọi người biết rồi, Tuấn là cũng đã trong cái hành trình này là cũng đã từ cái hồi tháng mấy em, tháng 4 à? Hay tháng 5? Cuối tháng 4 rồi, thì bây giờ đang tháng 8 rồi thì đã 4 tháng rồi. Là quá quen thuộc với tất cả mọi người rồi đúng không mọi người, ngay cả Hưng gần đây cũng hay thường xuyên có những buổi live cùng với Hùng và Tuấn ở bên văn phòng. Mọi người biết cũng là chị em thôi. Nhưng mà có một vài những người bạn này, cắm xuống. Có một vài những người bạn người ta lại nhắn tin cho Tuấn bằng những cái lời lẽ nó không có được nhẹ nhàng cho lắm. Nào là sao dạo gần đây tôi thấy ông dạo gần đây gọi em là Tuấn hay gọi là gì đó? Ông à? Không phải, trong cái tin nhắn hồi nãy gọi là gì đó? Đừng có trách tôi, chúng tôi gì đó. Gọi chúng tôi gì đó. Thì đó vậy, nói chung là đại loại nói Tuấn là dạo này quá là thân thiết với My. Và tại sao lại hay qua nhà My như vậy? Rồi gọi anh được có mấy lần. Trời trời, bị đê với nhau mà. Đúng mẹ hả? Tôi cũng khoái Tuấn, mẹ tôi kêu Tuấn qua ha. Thì bây giờ mọi người biết rồi, bây giờ My thì xung quanh nó bây giờ có tôi, có Sơn, có Uyên hay là có vợ chồng cụ Báo hay là này kia. Thì bây giờ Tuấn nó cũng giống như kiểu đóng vai trò là một cái người bạn đó. Thì nhờ có Tuấn là đôi khi nó cũng sẽ đỡ buồn hơn. Thì mọi người cũng vừa nghe nó nói rồi, mẹ nó cũng rất là khoái nó. Thì bây giờ có cái người là nhắn tin nói là fan cứng của Hùng và My và không thích Tuấn theo cái kiểu fan cứng thì phải để cho người ta tự do chứ. Thì có nhiều người là nhắn tin theo cái kiểu là đe dọa, kêu là Tuấn mà bây giờ còn gần gũi thì đừng trách chúng tôi thì tụi luôn la. Mình không biết là những cái người đó là người ta là kiểu như thế nào mà giống như kiểu là bố mẹ người ta rồi quyết định, trong khi tôi là cái thằng đang gần kề nhất đây tôi còn chưa ý kiến gì mà mọi người vào mọi người nhắn tin với những cái câu từ nó thực sự như vậy thì mình cảm thấy nó cũng rất là mắc cười luôn đó. Không thấy mẹ tôi có nói gì không? Là sao? Là Tuấn qua nhà tôi chơi mẹ tôi có mắng giống gì đâu đúng thì không? Thì bản thân ta còn không thèm nói mà bản thân ta thấy bình thường mà ta còn cảm thấy vui khi mà Tuấn nó qua nó chơi với mày mà. Ta có ý kiến gì đâu. Đang đáp mấy cái thành phần mà cứ bảo là fan cứng của Hùng My dùng mấy cái nick ảo để bắt đầu để ngăn cấm người ta y như kiểu fan cứng ta... như vậy không phải là fan cứng đâu. Fan mềm hả? Là fan áp lực á má. Ăn sô cô la. Ăn sô cô la. Đúng nữa, sô cô la mình nấu còn chả mình ăn nó còn ngon chứ mấy má. Má tôi xin giống cái màu thôi. Giống như cái màu thôi chứ không không một phần gì sô cô la hết á. Chắc là lớn bằng đường phèn nên nó hơi bị lơ. Nó hơi bị đắng rồi. Rồi ok, rồi đấy là cái chuyện về Tuấn. Rồi cái chuyện thứ hai tao muốn thử hỏi xem cái suy nghĩ của mày. Bây giờ có một lượng người họ là fan cuồng của mày. Họ không phải là fan của tao, cũng không phải là fan của cả hai, mà họ chỉ là fan của mày thôi. Có nghĩa là mày sai nhưng mà họ vẫn bất chấp. Và khi mà mày sai, người ta sẽ lại đổ thừa tất cả những người xung quanh. Ví dụ như cái việc hôm qua mày mặc đồ, hôm nay người ta lên live stream, người ta lại trách là do mẹ mày không quan tâm đến mày. Nhưng mà thực ra là mày thấy đó,
mẹ mày muốn mày mặc nhưng mà mày nhất định mày không mặc, và thực ra là ai ở bên cạnh mày thì đều biết tính cách của mày. Một khi mày đã không muốn rồi thì nhiều khi là quỳ lại mày mày thì cũng chẳng thay đổi được. Thế bây giờ ví dụ những cái người mà họ cứ kiểu là yêu mến mày đến mức cuồng quá như vậy, sai bất chấp, mặc dù sai gì, tuy là tao góp ý để mày thay đổi hay kể cả mẹ mày nhưng người ta vẫn không hài lòng, người ta đổ thừa là mẹ mày không quan tâm đến mày nên mới không nhắc nhở mày mặc đồ này kia các kiểu. Thế những cái người như vậy thì mày muốn chia sẻ đôi lời gì với họ? Mình sai mình phải bị chửi rồi. Mà chửi sẽ có sửa đổi không má? Quan trọng mình phải sửa đổi. Thế đây tao đang hỏi ý kiến của mày thôi. Mình sẽ sửa gì nhau. Làm gì đâu khó. Có gì không cần đúng không? Rồi ok mọi người à, sẵn đây Hùng xin được chia sẻ với mọi người nha. Thì Hùng không biết là Hùng có fan only hay không, nhưng mà nếu như mọi người theo dõi cái hành trình thì mọi người thấy đa số trên live stream sẽ rất ít có những cái buổi live stream nào từ một cá nhân hay một cái tập thể nào đó họ là kiểu là fan cuồng của Hùng bằng cách là họ chỉ to xích mi và tất cả những người xung quanh, thì Hùng thấy dường như là không có. Nhưng mà Hùng lại thấy có những cái người live stream họ luôn luôn bảo vệ Mi đến cái mức là họ có thể là chửi bới bất cứ những cái người xung quanh Mi nếu như không làm họ hài lòng, trong đó có cả là người đẻ ra Mi luôn. Hùng cũng thấy là vẫn có cái trường hợp như vậy, thì Hùng không hiểu là họ yêu thương cái kiểu đó để làm cái gì. Yêu thương ở đây là chúng ta cùng nhau nhìn nhận cái việc đúng thì chúng ta cùng nhau giúp cho Mi nó càng ngày nó càng thay đổi, còn cái việc mà nó chưa đúng thì mình phải góp ý làm sao để nó được trưởng thành hơn, thì đấy được gọi là yêu thương. Còn cái việc mà mọi người chúng ta cứ thường xuyên lên live và mọi người mới móc ra những cái câu chuyện như vậy, Hùng không hiểu là cái câu chuyện đó nó như thế nào. À ok, mọi người trả lời là có, thì thực sự là có hay không thì Hùng không có biết. Hùng nhưng mà Hùng chưa từng gặp những cái kiểu là lên là live stream mà suốt ngày khen ông Hùng rồi chửi con Mi hay là chửi những người xung quanh thì Hùng chưa từng gặp. Nhưng mà nhờ Hùng đã từng gặp rất là nhiều buổi live có thể là chỉ nói tốt là Mi và bảo vệ Mi bất chấp, còn lại là những người xung quanh support cho Mi là chửi tới tấp luôn, cái gì cũng chửi. Ví dụ như cái trường hợp hiện tại bây giờ, giả sử như kiểm duyệt viên của Hùng bây giờ thì mọi người thấy không, cái lúc không ghim comment thì cũng chửi, rồi cả ngày hôm qua nhiệt tình như thế, năng lượng như thế, ghim comment từ đầu buổi đến cuối buổi rất là nhiều thứ như vậy, thì cuối cùng cũng quay ra chửi, nói kiểm duyệt viên là không được tốt này kia các kiểu. Hùng không hiểu tại sao một con người dù họ có hoàn hảo đến mấy đi chăng nữa thì cũng cần phải có thời gian để họ thích nghi và họ thay đổi. Mọi người thấy vậy thôi, 5 tháng trôi qua cái vấn đề của Mi Hùng đang rất là kiên nhẫn, mặc dù đã 5 tháng rồi đúng không nào. Thì bây giờ Hùng xin được chia sẻ này. Có một cái chị chị này thì chắc là mọi người xem live stream mình đừng có nói để tôi nói vấn đề này. Có một cái người chị, cái chị này thì nếu như mà mọi người thường xuyên xem TikTok thì mọi người biết là chị rất là thường xuyên live stream và có những cái câu từ nó cực kỳ là độc mồm. Đấy, mình đang nói cái chị tên là Phương. Mọi người chắc là xem live stream thì mọi người cũng đã biết rồi. Rất là hay live stream chửi bới người này người kia, bảo vệ Mi bất chấp, không biết là yêu thương kiểu gì nhưng mà cũng thách thức luôn là không sợ. Rồi bắt đầu lên chửi hết người này, chửi đến người kia, rồi ăn nói bằng những cái câu từ nó cực kỳ là độc mồm độc miệng. Hôm nay Hùng xin được nói thẳng luôn, Hùng biết là chị rất là mến quân Mi, nhưng mà cái cách mà chị lên live stream và dùng những cái câu từ như vậy, Hùng cảm thấy nó không có được lịch sự và nó không có văn minh. Và chị này cũng chính là cái người đã từng lên một cái video to xích Hùng về cái việc là có người thân của gia đình báo mất nhưng không có một cái động thái gì và chửi Hùng là người kết nối cái quần què. Thì Hùng sẵn trên live stream để Hùng nói với mọi người luôn, cái việc mà lỡ như một thành viên nào đó trong gia đình của gia đình báo này mà lỡ như họ bị ảnh hưởng về sức khỏe hay là họ có mất thì thực sự đấy là một cái điều mình chỉ có thể đồng cảm với họ bằng cách là nhắn tin chia buồn hoặc là nhờ kiểm duyệt viên của mình động viên đến họ thôi. Nhưng mà cái chị Phương này, chị đã từng lên la trên một cái clip, chị chửi mình về cái việc là người kết nối mà đéo có cái động thái gì. Động thái ở đây chị muốn rằng là mình phải đăng bài lên để chia buồn. Trời ơi, tôi nói thật với mọi người, cả một cái cộng đồng lớn như thế này, bây giờ lỡ như một thành viên nào đó trong gia đình có người thân bị mất hay này kia thì mình chỉ biết buồn và chia sẻ đồng cảm với họ bằng một cái câu từ, bằng lời nhỏ, chứ làm sao mà có thể là đi đăng bài lên hay là thay đổi cái hình đại diện bằng màu đen hay này kia, cái đó làm sao mà mình có thể làm được, đúng không mọi người? Thì hôm nay chị Phương này, chị lên live stream, chị cũng chửi với kiểm duyệt viên rồi nói những cái câu từ Hùng cảm thấy nó không có được văn minh. Đó là bây giờ là Hùng đang có 4 kiểm duyệt viên hiện tại, là trong đó đã có 2 người lập gia đình và 2 người là đang có người yêu. Thì chị này, chị đen, chị dùng cái ngôn từ như là hai cái đứa mà nó đã có chồng rồi thì kêu chồng nó đến kiểm tra bịch nước mía của ông thầy, còn hai cái đứa nó có người yêu rồi thì kêu hai cái thằng bạn trai nó đến kiểm tra bịch nước mía của ông thầy, xem coi bịch nước mía ông thầy có cái gì mà tụi nó mê thế. Hùng nói thực cái ngôn từ nó cực kỳ là mất dạy luôn, thiệt tình luôn, nó tôi cũng không sợ. Chị này cũng đã từng là cái người đi đến cái gì kêu dân xã hội đến để tìm một cái chị gì đó trên live, cũng không nhớ, Hùng không nhớ không lâu nữa, nhưng mà chính cụ báo phải là cái người lên live stream
và giải quyết cái vấn đề đó. Hùng nói thật nha, yêu thương thì cứ yêu thương, nhưng mà cái cách chị lên livestream và nói cái kiểu mỉa mai thiệt luôn á, cái lời nói của chị nó mỉa mai theo cái kiểu điệu đà lắm. Thiệt tình luôn. Tôi đã nhiều lần như vậy, tôi đã không nhắc đến rồi, tôi cũng đã từng nói khéo ở trên live rồi, nhưng mà hàng ngày cứ lên livestream và họp lại một nhóm với nhau cả mấy người rồi cứ đi nói xấu to xích người này người kia bằng cái câu từ nó cực kỳ là mỉa mai như vậy, Hùng không biết là văn minh ở chỗ nào. Tôi biết là kiểu kỳ livestream xong lát nữa chắc cũng nhắn tin riêng với tôi, bởi vì một lần tôi đã nói khéo ở trên live rồi. Xong rồi kêu chị nói chung chung này kia các kiểu. Tôi nói thật, chị yêu thương My, chị cứ yêu thương. Em không có bắt chị phải yêu thương em hay yêu thương ai cả. Nhưng mà chị cứ lên like, chị to xích hết những cái người đang xung quanh support cho con My hay những cái người này cái kia thì không yêu thương là cái gì. Xong rồi dùng những cái câu từ nó cứ rất là nhạy cảm đó mọi người. Cái gì mà bà kiểm duyệt viên nào có chồng rồi thì kêu chồng đến kiểm tra bình tức mía của ông thầy. Hay là cái con kiểm duyệt viên nào mà đang có người yêu thì kêu bạn trai nó đến kiểm tra bị cách nghĩa của ông thầy sao là này kia quá. Rồi cái gì mà kiểm duyệt viên của Hùng thì của thằng Hùng mà chắc là chỉ ở bên thằng Hùng thôi, còn không phải là kiểm duyệt viên của con My nên. Nói những cái câu từ nó rất là mỉa mai luôn đó mọi người. Trong khi tôi nói thật với mọi người, trưa nay khi mà con My bị mất cái nick TikTok, mọi người biết cái người đầu tiên nó gọi điện ra đó, nó gọi điện cho chị Tâm An là kiểm duyệt viên của tôi đó, đúng không? Đấy, mọi người thấy tình cảm hai cô cháu nó rất là chân thành, thường xuyên hỏi thăm nhau như vậy. Chả biết quan tâm đến cảm xúc của con My, nó đang dành tình cảm cho ai. Đã nói người ta trọng biết bao nhiêu nít mà tôi xích rồi mà mới mấy người nó bại luôn rồi. Mọi người thấy khi mà con My nó mất nick, nó đâu có gọi cho tôi đầu tiên đâu. Có thể nó biết là tôi đang tắm rửa hay chuẩn bị đi qua đón nó, thì nó gọi điện cho chị Tâm An là cái chị kiểm duyệt viên của tôi. Nó khóc lóc nói chị con bị mất nick rồi, bây giờ phải làm sao để kia. Mọi người thấy tình cảm hai cô cháu nó rất là vui. Thì mọi người thử nghĩ xem nếu như chị Tâm An mà chị không dành tình cảm cho My hay cái sự chân thành thì con My nó đâu có đáp lại cái điều đó, đúng không? Thế thì lên rap cứ nói là kiểm duyệt viên của Hùng nên chỉ dành cho Hùng thôi, còn con My thì chả là cái gì là cũng lùm lá, trong khi tình cảm hai cô cháu đó và những kiểm duyệt viên khác mọi người thấy không? Ngọc kiểm duyệt viên của tôi cũng đã từng dẫn con My đi bao nhiêu lần buổi đi chơi tô tượng này kia các kiểu. Không dám. Nên bây giờ đâu không dám dẫn nó đi luôn. Giờ dẫn đi lại sợ bị toxic nữa. Thôi tốt nhất là thôi em cũng rất là cô cháu nó cũng rất là mến nhau. Mấy lần dẫn nhau đi chơi xong về cũng bị toxic. Nói kiểm duyệt viên là thế này thế nọ, làm cho bây giờ không ai dẫn ra nó đi chơi. Bởi cứ dẫn nó đi chơi về bị ăn chửi thì bố ai dám dẫn. Mọi người thấy nó kỳ cục như vậy không? Trong khi tất cả tình cảm nó luôn luôn đi chơi nữa hả? Thì bây giờ đâu ai dám dẫn mày đi đâu. Ai dám nào? Ngoài tao mày ăn dẫn luôn. Không, không á, bây giờ ai dẫn mày đi là về bị ăn chửi luôn. Mày thấy nó kỳ cục như vậy không? Nên là yêu thương thì cứ yêu thương, nhưng mà sao cứ phải lên like làm những cái nội dung nói kiểu tầm bậy tầm bạ như vậy được. Hôm nay chắc mày cũng xem like rồi đúng không? Thì đó mày vừa nói là hôm nay mày cũng xem like người ta nói đó. Thì đó, tao cũng không có xem nhưng mà có nhiều người gửi cho tao, tao thấy cái ngôn từ nghe nó rất là mỉa mai, nó rất là không lịch sự, không văn minh gì cả. Đây là Hùng nói thật với mọi người có yêu thương ai hay là gì nữa? Tao biết cái lời nói mỉa mai nó nghe nó không hề văn minh, không có hề lịch sự gì cả. Tôi dậy sớm nhất xong rồi cứ kêu là cục vàng của cô, cục vàng của chị. Ý nó con My là cục vàng, trời ơi, cục vàng thì cưng ở trong lòng thôi, chứ cục vàng mà lên là cứ lên live stream rồi chửi bới hết người này người kia là đem to xích lại cho chính bản thân nó mà yêu thương cái gì. Xong rồi khi vấn đề xảy ra thì ai là cái người phải đi giải quyết lại là ông Hùng chứ ai. Rồi ok mọi người, Hùng xin được chia sẻ với mọi người một cách nó chân thành như vậy. Hy vọng là những cái người mà cứ mở miệng ra nói là yêu thương thì hãy yêu thương nó đúng cách đi. Chứ yêu thương mà cứ kiểu mà đi chửi bới rồi mang lăng mạ người này người kia mà bảo yêu thương thì không biết yêu thương ở chỗ nào. Rồi ok mọi người, em mọi người thấy không? Rõ ràng là tôi cũng đang rất là cố gắng tạo cầu nối kết nối cho My, nó được thật là nhiều người yêu thương nó, dắt nó đi chơi này kia các kiểu, mà bây giờ cứ ai dắt nó đi chơi được một hai buổi xong về không dám dắt nữa thì mẹ ai mà dám dắt nó thêm, kể cả người có gia đình hay là cái người đang có người yêu đi chăng nữa, dắt nó đi về xong rồi về cũng bị luôn. Đấy. Cái người giàu ăn không ơi, cái người mà đang hàng ngày là cũng gần gũi bên nó rồi cũng ý kiến nói này nói nọ, sau khi mẹ nói với tôi thì còn trả ý kiến đấy, xong rồi cũng mẹ nhắn. Tôi thấy tính thì bình thường. Trời ơi, phải bận áo chống nắng nè, ông còn không nói gì nữa. Tao đâu ý kiến gì, tao thấy vậy nay tôi phải bận chống nắng đây nè. Nói cho mấy ba con mày ngồi đây ăn ráp đi bà. Ông Hùng không nói thôi, mẹ tôi không nói sao mấy người nói được. Đẻ ra là bóc mấy bà ý là mấy bà có đẻ bà không mà nói kỳ cục. Xong rồi cứ ai gần mày xong rồi bắt đầu là kiểu đe dọa, xong rồi y như kiểu là phim ngôn tình á, đe dọa nhỉ, chứ đừng coi chừng coi chừng chúng tôi. Xong là ghê không, xong rồi tự nói cho cái này, xong rồi tự nhiên viết ra kịch bản cái gì mà mỗi lần mà
tôi thấy ông Tuấn với Bi gần gũi và đùa với nhau thì tôi thấy ông Hùng không hề vui, thấy khó chịu, xong rồi khó chịu ông Hùng có hả, có hả, ông má như kiểu viết phim đạo diễn luôn á, xong rồi cứ kiểu như kiểu đạo diễn luôn á. Tôi không hiểu sao mọi người, những cái người đó họ cứ vẽ ra những cái câu chuyện họ tự nghĩ ra nhỉ, xong rồi đe dọa kêu là cái gì ông mà còn ảnh hưởng đến cái gì Hùng và Bi thì đừng trách chúng tôi, chúng tôi là nhiều người chúng tôi ở đang rất là gần ông rồi, tùm lum tùm la ở gần khô áo sao má ơi, trời sợ quá, mọi người phải lấy cái cho cái áo trong năm vậy nè che lại hết để không ai nhận ra, không bị chúng tôi bắt lại rất khó chịu đấy. Đây mọi người thấy không, rất là kỳ cục luôn đó mọi người, đây là Hello. Dạ từ từ cha. Mày làm gì? Tạo tài khoản mới hả? Đó, cho nên cả nhà mình hãy yêu thương, yêu thương không? Hùng Mê và mình hãy ủng hộ. Mọi người đang nhắn tin là không thấy mày cả. Rồi, cả nhà ơi. Mày còn còn ra đây bây giờ cho người ta thấy mày nữa. Xin qua bên bạn. Ông mắt ông lát tay có lại bị trở là chiếm sóng tích chiếm sóng ngay chim mà cho mày lên thì khổ trời luôn, cái để cái gì thì cái đấy cho mọi người ta thấy à, lên cái gì, cái áo không có khó thở nha cả nhà, cái áo này là em trên của má. Má ơi đang xem live, má đừng có chửi con má ơi. Hình như của chị đâu có má không bận này, áo của nhà chị thôi. Ok mọi người, sản phẩm bây giờ đang được ghim lên là sản phẩm mặt nạ lá trùng ngây giảm 22%. Mọi người chúng ta cùng nhau vào trong sổ hàng và chốt đơn ủng hộ nha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình vào mình ủng hộ liền giùm em nha mọi người ơi. Em biết